Xin giới thiệu với anh em cặp corgi giống. Hiện tại thì mình đang phối giống cho một cặp corgi. Đây là một bé đực và một bé cái đang phối giống. Mình sẽ quay cận cảnh lại cách phối giống và các bước phối giống vừa của bên mình nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ thả cho bé cái và bé đực giao phối tự nhiên để các bé làm quen trước. Đấy, thì sau khi làm quen xong thì mình mới đỡ phối nhá. Khúc này thì mình thả hai bé chung để nó thân nhau, ấy yêu nhau hơn. Để có một cuộc tình hấp dẫn thì nó bắt buộc phải đi yêu nhau thì mới làm ra cái chất lượng tốt hơn nha anh em. Thả vào cho nó chơi chung. Nếu nó từ nhảy được mình để từ nhảy luôn, còn không được thì mình sẽ tiến hành cái bước đỡ phối. Như bé này thì không nhảy được nên là mình sẽ tiến hành cái cách đỡ phối. Thì đỡ phối thì con cái mình sẽ phanh cái âm đạo của nó ra để cái dương con đực nó đâm vào cho dễ hơn nhá. Đấy, đấy là cách đỡ phối bên mình thì cũng đơn giản thôi. Thì cái mà không quầy á thì mình không cần giữ đầu, còn cái mà quầy thì bắt buộc mình phải cần người giữ đầu. Nhưng bé này thì nó khá là quầy nên là mình cần phải giữ đầu bé cái. Đấy, thì mình sẽ nhét vào. Lúc này là nó đã vào rồi, chỉ việc giữ yên con cái, không cho đi tới, không cho đi lui là đực nó đủ sức ấn vào rồi. Đấy, khúc này là nó đã vào rồi nha anh em. Phối giống thì nó cũng khá là đơn giản, nhưng mà không biết đỡ thì nó cũng là phức tạp đấy anh em ạ. Nên là anh em cần cách đỡ phối hay là cách căn nước hay là đực phối giống thì liên hệ số điện thoại Zalo 0914 461 038. Đấy, mình sẽ tư vấn tận tình và có clip đỡ phối cho anh em. Vậy là xong cặp phối giống cho cái của mình nhé. Đấy, cặp này thì rất là đẹp. Anh em nào nuôi sinh sản thì liên hệ mình, rước bé này về. Đấy, kiếm một đàn con thì nó mang lại kinh tế khá là cao cho mình nhé. Đấy, anh em nào cần thì inbox cho mình qua số Zalo nhé. Mình có để trên tiểu sử hoặc là tường của mình. Đấy, rất là đẹp luôn. Bé đực luôn, kẻ vẻ quàng cổ rất đẹp. Lúc này là mình sẽ để cho các bé thoải mái để sinh tinh. Lúc này là mình sẽ quay clip lại đấy, để nhớ ngày phối bao nhiêu, lúc nào nó cũng sẽ đẻ. Đối với phối giống bên mình thì bên mình sẽ test tinh, đấy, test rừng rùng trứng, căn nước phối chuẩn đấy, đầu những cái đàn con một chất lượng luôn, 7, 8, 10 bé, thậm chí là 12 bé luôn anh em ạ. Rất là nhiều. Lát nữa mình sẽ lên clip cho anh em xem. 11, 12 bé rất là nhiều. Đấy. Còn khu này là cái khu cái giống và truyền tải của mình. Đấy. Cái giống thì rất là nhiều. Có con, chó lớn, chó giống, đực giống. Anh em nào cần liên hệ mình. Đây là chó giống nhé. Cái giống, những con cái giống và đực giống. Thì bên mình có dòng Corgi, Shiba, Samoy, Golden, Alaska, Husky, Fox Sock, Fox Hill, đủ các dòng chó cảnh anh em luôn. Đây, rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. Mô hình kinh tế nhỏ mang lại kinh tế cao. Quá tuyệt vời luôn anh em. Nuôi rất đơn giản anh em. Mình chỉ việc nấu cháo và thịt gà chibi nhé, ức gà hoặc là xương lưng hoặc là cái nồi tàn của bò thì mình sẽ nấu lên, nấu cháo lên cho nó ăn là đủ chất dinh dưỡng. Còn anh em không có thời gian nấu cháo thì mình có thể cho các bé ăn hạt, cũng đủ chất dinh dưỡng cho các bé phát triển và sinh sản rồi. Đấy, quá là nhiều luôn anh em nhỉ. Anh em nào cần cái giống liên hệ mình nhá. Bên mình cung cấp cái giống, phối giống. Đấy, cung cấp cái giống thì bên mình sẽ bao tiêu đầu ra, phối miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, làm chuồng, nuôi dưỡng các bé từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy, khu này là khu cái giống.
những bé được mình đã phối rồi thì mình sẽ cho bé vào lồng nhỏ để các bé không có sơ sẩy khi mang thai nhé. Đây là một bé được giống bên mình tuyển chọn này, bé tên Su, khá là đẹp, rất thân thiện nhá, lông dài. Anh em nào cần phối giống bé này liên hệ mình qua số điện thoại Zalo nhá. Còn đây là đấy, những chú chó con, hai bé chó con rất là dễ thương đấy, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Anh em nào cần những chiếc corgi chân lùn mông ngắn thì inbox qua Zalo cho mình, mình để tên tiểu sử của mình nhá. Rất đẹp luôn anh em, kẻ vẻ cân đối chân lùn đấy. Còn đây hai chiếc corgi khác, đàn khác, màu tricolor và màu vàng, rất đẹp luôn. Đấy, anh em nào yêu thích cái inbox cho mình nhá. Rất đẹp luôn. Đây là khu chơi của những chiếc corgi mông ngắn của bên mình nuôi dưỡng nhá. Sân cỏ. Đấy, không gian thoáng mát, yên tĩnh để các bé thích nghi hơn nhá. Đấy. Các bé chó con thì bên mình sẽ nuôi theo cái kiểu là vận động nhiều, ăn nhiều thì các bé sẽ mập mạp và phát triển lớn nhanh. Đàn này hiện tại là được 8 bé đấy. Còn đây một đàn nữa rất là đẹp luôn anh em ơi, bầy này không thể chê vào đâu được luôn. Đấy, anh em nào thích thì inbox qua Zalo nhá. Bên mình thì chế độ nuôi thì nó sẽ theo cái quy hoạch nên là con giống sẽ chất lượng. Anh em thích bé nào thì cứ inbox cho mình nhá. Đàn này đẹp quá. Tiếp theo là một đàn lớn tuổi hơn. Đấy, 11 bé. Đàn này là 11 bé nha anh em, một đàn. Đấy, quá tuyệt vời. Anh em nào thần cần thì cứ inbox cho mình. Ở đây là 10 con. Cái đàn kia là 9 con, là 19 con. Sản phẩm được bên mình rất là ok nên là anh em cứ phối giống cứ liên hệ qua cho mình số điện thoại Zalo mình để trên tường nhá. Tuổi nhất là bao nhiêu ngày rồi? 31 ngày. 31. Đàn này quá VIP luôn. Tháng nữa kẻ vẻ cân đối, mặt đẹp. 31 ngày là 30 ngày là nó chích dung đó. Tiếp theo là một đàn corgi tricolor. Đàn này vẫn là 11 bé tiếp. Đấy là có 3 bé vàng và 8 bé màu chi, rất đẹp. Anh em yêu quý màu chi cứ inbox qua Zalo 0914461038. Mình sẽ tư vấn nhiệt tình anh em nhá. Thì cho con thì mình sẽ cho ăn thịt cơm trộn chung vào nhau thì để các bé ăn để phát triển mạnh nhá. Ngoài ra thì bên mình sẽ có thêm các loại khoáng, canxi, dưỡng lông và men để các bé để được ổn định và phát triển mạnh hơn. Đấy, anh em cần khoáng, canxi hoặc là dưỡng lông thì inbox cho mình luôn nhá, mình có hết. Đàn này rất là đẹp. Đấy, anh em yêu thích màu tri thì cứ liên hệ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều, anh em quan tâm inbox Zalo cho mình nhá, rất thường thừa luôn.